À mà không đâu anh Hải, đã là anh nói với một cái điều quan trọng nhất. Bây giờ anh hai đứa mình đã thương nhau lâu rồi, mà nhưng mà em với ba em bây giờ đời chưa dễ anh rồi, đời bắt dễ rồi, đời trường phụ đóng cưới 5 tỷ từ có đâu ra mà phụ. Bây giờ để anh đi lên thành phố anh làm ca sĩ kiếm tiền chịu em luôn hả? Rồi em có chịu không anh không? Đi đi đúng không? Đi giờ nói với ba mẹ đi, giờ sẵn chờ sẵn giờ đi. Qua đây nè, hai đứa ra đây nha. Hai đứa vô lùm nói chuyện đi. Nói gì vậy? Đi bùi kê ơi, đúng rồi. Làm tính đi làm ca sĩ phải không? Dạ. Bây giờ chương trình ca sĩ giá mặn ở dưới Vĩnh Long. Sáng sáng vô lượm. Làm sao mà đang ở rể nhà người ta mà đòi đi Sài Gòn làm sao? Dạ, tôi Sài Gòn làm ca sĩ là đi ở rể. Làm sao? Đi lên. Đều phải không? Khớ là phải giữ lời đúng không? Khớ là phải giữ lời là anh mới chân còn ông mà lừa dối anh là anh không tin tâm nha. Nó thật đó. Nó là nào? Chủ nếu mà đi lên làm ca sĩ đó, bây giờ em muốn bây giờ em chọn đi. Ca vô cơ nào bấm đờn nè. Rồi cái màn hình là bây giờ em muốn hát cái nào? Muốn không cần chữ hay là cần cần chữ? Không chỉ. Không chỉ, dùm chữ không? Giờ theo cơ dầm chữ là kêu người ta bấm cho mấy chuyện tấm còn có không biết hát bài gì không có cho nó anh hôn bài em hôn bài nó đi theo anh lập nghiệp là khổ lắm đó chịu nổi không đi theo anh lập nghiệp hỏi lắm đó, em chịu nổi không nổi nổi không vậy trời dạ vô vô đợi ba tới hai đứa mình đi tiền tiền xe ai trả con em trả rồi móc qua có được nhiêu tiền lời trả gì không có hai chục hai chục vừa rồi còn cái này hai chục cộng vô 130 là 30 ngàn rồi mà không nói gì là mẹ của bé Thi là đồ xin lễ tới 5 tỷ lần hả dạ rồi nhà có đủ không có đủ không nhà có đủ không nhà, nhà em giờ đất đai có đủ bán đủ nhà em hả 5 tỷ không ừ đủ không cái ra nó không cuối ngoại em bệnh á bây giờ để lại một tấm luôn cho nên là bán không hết vậy đó hả dạ thì sao không bán hết lần cưới bé Thi trời ơi trời tiền đất rồi trong bóp có 20 ngàn không đủ ăn ăn cơm trường tháng á tụi tao bán mấy công tác đó trời về đất của mấy ông cậu em bệnh nó còn chưa bán được ớt giống mà hủ la mà giờ mướp là đầu là bán chưa được hết trơn luôn để muốn gì đi ra làm khám hỏi mấy ông cậu bởi coi là không biết có bán được không nữa sao ở quê đang làm ăn yên ổn rồi đi Sài Gòn tự nhiên đi Sài Gòn trời ơi trời ở quê mình bây giờ buồn chán mặn lắm cho nên đi thành phố kiếm tiền để tôi đi ra Sài Gòn làm ca sĩ kiếm tiền cũng cái người yêu rồi sát vô miếng rồi tao mới biết là người yêu chứ đứng xa quá sát vô là người yêu sát vô hả ừ nắm tay rồi bộ đi làm rể bên vợ khó khăn lắm rồi nhưng mà sao sao mà đòi bỏ đi chỗ khác hả anh được trả nhà của ba mẹ em là mà mới khơi ra nhà dữ còn em mà đi thành phố làm đi lên chợ mới làm gì không làm gì đi ra đi lên Sài Gòn làm ca sĩ có tài năng đàng hoàng làm ca sĩ luôn ha có tài năng rồi nữa đi làm ca sĩ nữa làm giàu nữa về cứ với Thi vậy đúng rồi đi vô ngôi sao mình vượt nè vô tài tử mình vượt nè đủ hết trơn luôn có ai mời chưa có ai mời Đinh cho anh hát chưa có chắc chưa quá chưa có ai mời quá nuôi hai đứa lớn nuôi hai đứa lớn 10 đứa nhỏ phải không cái mà hai đứa lớn 10 đứa nhỏ là nuôi bên vợ đó ha đúng rồi 10 đứa con phải không đúng với hai đứa lớn nữa là hai đứa nào hả đúng rồi đó rồi trạm bên vợ là có 9 đứa à mà nuôi hai đứa lớn là đứa nào vậy không biết nữa hai đứa lớn là hả hai đứa lớn là đứa nào ba bè à ba mẹ hả ba mẹ là hai đứa lớn hả đúng rồi có làm gì vợ đó ở dưới quê làm không có đủ tiền nuôi hả dạ không quê mà không có tiền nuôi cho nên mới lên thành phố làm đây nè mày bây giờ là có đi thi tài tử miệt vườn không đang lấy cái giải về đang mình lo tiền mình đám cưới trời trời đưa tài tử miệt vườn mà có mà không có học mà sao vô trời có phải ngờ ba anh đăng ký cho em vô mà em mới vô được hả? Đăng ký bên... được rồi đó nhưng mà tới bữa đó là hát bài gì để mà mình thi vô ta cỡ bà là anh có tài mà anh có tài mà hả đúng anh có tài mà ca sao đâu anh bước ra mới trà sữa hôm nay anh đã uống chưa đợi anh đi mua bán bên nhà đường hôm bữa
Đây là người bây giờ không xuống thì mình bán cơm đó anh cái này. Bán cơm đó không. Để chúng ta làm đám cuối trong bản tình nơi đi và rong mà mỗi năm mỗi đời trời. Rồi rồi rồi, cái giọng ca này là vô đăng ký thi tài tử miệt vườn là lên giật giải về. Hay lắm. Là giọng ca này là lên giật giải về chứ không có đọt giải. Cho nó đi thi cái giọng ải, giọng ai giống như Thánh Năm hát vậy đó. Khánh Năm nào hả? Khánh Năm nào? Tài tử miệt vườn không được đâu. Thằng Khánh Năm đó hả? Ừ. Giọng này là đi ca giọng ải, giọng ai được nè. Đúng rồi. Nghe nói đồng quê xa lắm, em cuối cùng ban đầu Việt Nam. Cà Mau trường cái áo mới, vừa Cà Mau nó hồi nghỉ người. Nó là mình phải nó. Yêu nó lên. Anh gì hả?